Ở trên này nè anh chị, vậy là hai cái máy là làm được không? Làm được ha. Cái máy hai mấy cái máy chỗ này nó hơi lạ chút nè, anh chị nhìn đây nè, cái máy này nè. Máy này thì không có vấn đề gì hết. Anh chị bấm lên đây anh chị thấy là nó chính là cái máy ở phía dưới. Đó. Nhưng mà bị vạt đầu cái chỗ này cái gì? Mà trên này vẽ một cái máy thôi vậy. Rồi chưa? Chuyện đó không cần nói. Cái bên này mới là vấn đề nè, anh chị bấm ở đây nhìn nè. Hai cái máy này mới là vấn đề nè. Bấm đây nha. Anh chị thấy edit footprint, anh chị thấy cái máy nó là cái này. Chỗ này nó ngắt làm ba đoạn. Được chưa? Rồi tôi làm gì coi nha. Control N. Tôi dễ một cái wall đi ra đây. Đó là nói cấp tốc luôn á. Đây tôi có một cái tường chỗ này đi. Ok. Đó, cái nhà nó là cái này. Tôi vẽ cho nó một cái máy bằng con đường footprint và đẩy nó ra fix wall đẩy ra 500. Chứ nữa. Bây giờ chúng ta mới làm chuyện này nè, anh chị vẽ cho tôi một cái grep plan đi từ đây ra đây. Một cái grep plan khác đi từ đây ra đây. Anh chị biết làm chuyện gì không? Cái grep plan này nó cho một cái khoảng cách. Tôi nói từ ngoài này vô là 1,5 m. Và tương tự anh này nè, từ đây đây cũng là 1,5 m. Để cho nó chính xác là tôi split đúng ở chỗ đó. Rồi chưa? Nó ngắt hai cái đoạn đó. Rồi ra tới đó. Sau khi làm chuyện đó xong, mấy chị mới nói là cái đoạn hai cái đoạn bia hai bên này nè, bỏ đầu dốc. Mấy chị finish xong chị không thấy chuyện gì đặc biệt hết. Nó chẳng có gì đặc biệt ở đây, cái máy này rất bình thường. Anh chị mới bấm edit footprint, chị nhìn đây nè, hai cái đoạn giữa này nè, anh chị nâng nó black offset from page, mấy anh chị nâng nó lên khỏi cái đường tựa của nó 1,5 m chẳng hạn, thì anh chị thấy cái máy nó lên thế này. Mấy cái biệt thự kiểu Pháp là hay gặp chứ. Nghe cái đồ nè, nó làm kiểu này. Ok, đó là chúng ta mới nói là cái chuyện của cái máy nó là như vậy. Rồi chưa? Thế bây giờ tôi mới nói là bây giờ cái máy này nè, mấy anh chị thấy là tôi làm tiếp một cái chuyện nữa là tôi bấm edit footprint. Edit và tôi cho cái đường này nè, âm xuống dưới này á, là 1,5 m luôn, khỏi cái đường tựa của nó. Thì anh chị thấy nó đi xuống như này. Bây giờ tôi làm cái này, tôi nhắc lại anh chị coi nha, Ctrl Z. Ctrl Z luôn, finish. Chúng ta nhìn qua cái máy bên này nè. Nhìn ở đây. Cái máy này nè có gì khác? Nó làm bằng một cách là anh chị bấm lên đây edit. Nhưng lưu ý là nó ngắt cái chỗ này làm hai đoạn không? Chỗ này là nó ngắt bỏ nè. Nhưng chỉ có điều là cái đường này là nó cho âm xuống khỏi cái đường tựa đó một khoảng. Thì nó sẽ ra được cái máy đó thôi, đây nè. Tôi vẽ nó cái wall đi từ đây đến đây. Nha, đi từ đây đến đây. Cho là vậy đi. Tôi dựng cho nó một cái, tôi dựng cho nó một cái máy rút bằng con đường footprint đẩy ra nó 500. Đấy, đây đây một đường, đây một đường, đây một đường. Sau đó anh chị mới vẽ cho nó một cái rep plan cắt từ đây ra đây. Cái vị trí của cái đó chính xác là bao nhiêu là do anh chị. Anh chị nói là 2,2 m. Dùng cái lệnh split ngắt ngang ở chỗ đó. Ngắt ngang ở chỗ đó. Rồi làm gì nữa? Bỏ luôn cái độ dốc hai cái đoạn này và cho cái đường này nè âm xuống khỏi cái đường tựa của nó một cái khoảng, thì mình chỉ có thấy cái máy nó lên kiểu này nè. Và làm gì? Tắt vô cái tường đó, vô cái máy đó. Anh chị thấy cái máy nó lên cái này nè. Ok, cái kiểu đó là như vậy. Thì chúng ta làm một hai cái máy nữa thôi, rồi chúng ta chuyển qua cái chuyện tôi dựng mô hình chị coi. Đây, cái chỗ này biết dựng rồi. Chuyện mà cắt lỗ cái này là làm được không? Chỗ lỗ trên máy là được không?
Bây giờ giả sử cái chỗ cái cửa ở chỗ này đúng không, chúng ta có thể làm cái chuyện là chúng ta làm một cái cửa sổ lên đó được không, làm cái cửa sổ máy lên đó được không, làm cái đây gắn nó một cái bằng con đường nào chị nhìn đây nè, cái đó là hoàn toàn có thể làm bằng con đường là new, nó là một skyline, một cái cửa lấy sáng đây nè, đây nè, nhìn nhìn đây, ở đây nó có một cái kiểu giống vậy nữa nè, anh chị để ý đi, cái máy này á bỏ độ dốc hết, nó chỉ có được xác định độ dốc bằng cái này thôi. Vậy thì tôi làm đây mà rồi hai cái này nữa là xong rồi đó, tôi nêu cái dự án ở đây, tôi dựng cho anh chị một cái wall kiểu này đi từ đây đến đây. Sau khi làm chuyện đó xong, tôi lên tầng 2, tôi bấm cho nó, tôi tạo một cái máy bằng con đường big wall đẩy ra đây. Sau đó tôi mới nói là tất cả những anh chàng này độ dốc là bỏ, nó là cái máy bằng. Người ta mới nói là đây nè, tôi dùng cái mũi tên xác định độ dốc, tôi bấm nói là anh này nó sẽ lưu ý là cái điểm đầu bút này nó phải nằm trên cái đường đó và kéo vô đây, chiều dài đoạn này kéo định được không, được, vô đây nè. Điều thứ hai nữa là anh chị sẽ thấy nè, cái độ dốc này được xác định bởi cái đuôi nó và cái đầu nó nằm ở cùng một cùng cái giá trị mặc định default giống nhau, nhưng mà trên nhau khoảng là đây, chiều dài đoạn này xác định được đúng không, đối với kề cái góc tan alpha này là xác định được, cho nên cái độ dốc của nó là xác định được. Anh chị Phoenix thì anh chị thấy lên cái máy đó và anh chị nhìn ra ở 3D nó ra cái máy này, xin lỗi nha, tôi lên cái máy dốc cái này nè và tôi attach hết tất cả các tầng lên đó, thì đây chính là cái máy mà chúng ta có, nó dốc đi hướng nào là do chúng ta quyết được không. Còn bây giờ ở đây nè, cái máy cuối cùng, máy cuối cùng ở chỗ này, cái chỗ này thì anh chị cắt chị biết rồi, lại mới làm. Bây giờ chúng ta lại làm cái máy này làm sao, tôi giấu cái này anh chị coi, cái này làm sao, có gì đâu, ép trước một biên dạng qua đây, đây tôi làm một cái wall đi từ đây đến đây đó, kéo đi từ đây đến đây nha. Tôi có thể vẽ cho nó một cái quật len, cái rep len đi từ đây đến đây, khoảng này định được không, khoảng cách đó là định được đúng không, khoảng này là định được, mình chỉ đều biết chuyện đó, xét quật len lên đó nhìn từ hướng tây nhìn qua, vẽ cho tới nó một cái máy bằng con đường, xin lỗi, vẽ cho nó một cái máy bằng con đường extrusion và anh chị vẽ cho nó một cái cung cong 3 điểm, ví dụ giả sử là đây, anh chị muốn vẽ cong cũng được, không sao hết, extrude nó qua bên kia, anh chị nhìn 3D chính là cái máy đó. Như nữa, cái máy này anh chị đổi nó thôi, cái máy đó chính là cái máy này, nhưng mà nó đang phẳng lì đây nè, anh chị phải dùng cái công cụ là anh chị vẽ thêm cái cơ tơ đích trên nó, chia các cái phân đoạn ở trên đó. Ok, chia thêm mấy cái đoạn này nha cho nó gần, và chuyện còn lại là gì, thả boolean vào đó thôi. Đó là cái máy, chúng ta có cái máy giống như vậy. Và bây giờ chúng ta phải boolean vào đó tất cả những anh chàng này, thì có phải là nó lên cái này hay không, đúng không? Nhưng nếu chị thấy là chị để như vậy, nó có cái nó vẫn còn cái tấm kiến màu xanh xanh đây nè, ở trong giữa những cái khoảng trống đó, những cái panel đó, anh chị mới chọn quét hết. Ở đây nó chỉ có một thứ duy nhất thôi, đó chính là cái khối mask, xin lỗi, đó là cái curtain, là curtain panel. Đây có một cái tên là một cái rút một thôi nha. Ok, và lên trên đó anh chị sửa lại, anh chị mới nói nè, curtain panel này không phải là nên mà chính là empty, nó trống, nó để lại cái khung đó, cái này nó để lại toàn bộ khung đó, hiểu không? Thì cái máy nó làm công được không?
đúng không, vẽ công chỉ làm được hết. Thì đó là những cái bài liên